Tổng hợp các quán Milo dầm siêu hot. Milo dầm gì mỗi ngày nào đi ngang qua cũng đông quá, chợ đông có còn ngon như lúc trước không? Hello, tay bé nè. Em chơi thể chân châu, nhìn cục chân châu là biết chỗ nào liền. Một ly ở đây sẽ có Milo nè, cacao, sữa đặc và đặc biệt không thể thiếu là chân châu siêu to khổng lồ. À, hình như cái đợt này chân châu còn bự hơn đợt trước tôi đi ăn nữa hay sao á. Chân châu này cũng là nét đặc trưng của dì mũi luôn. Mỗi ly là 20 sàn, nếu bạn nào muốn mua thêm chân châu thì cứ nói dì bán thêm ha. Ngoài Milo dầm thì dì cũng có luôn trà sữa, hồng trà, trà tắc và trà đà. Mà một ly tôi thấy cũng khá nhiều, ăn đã thiệt. Nhưng mà đến đây mua thì tốt nhất nên đi hai người, một người để xe bên kia đường còn một người thì qua đây mua. Thật sự là nó rất là đông luôn, nhưng mà cũng yên tâm á, là một ly như vậy nó không có bị ngọt quá đâu, dù có sữa đặc á. Tại vì ly nào cũng có nhiều đá mà kết hợp cùng với chân châu nhai nhai đã cái miệng muốn xỉu. Là một món đường phố tôi thấy vẫn ngon nha mọi người. Dì bán có hai địa chỉ và hai khung giờ khác nhau cho bà con nha. Lúc mà đến mua mà đông quá thì mọi người cũng thông cảm, chờ dì mỗi tí xíu nha. Một ly 20 cành quá hợp lý luôn. Bye bye mọi người. Ta ra lại là mình với hai chiếc bánh lăng siêu to khổng lồ. Nhớ là phải lên lầu một chung cư Tôn Thất Hiệp nha mọi người. Để coi menu có gì đây. Wow, quá trời món luôn. Mình gọi Milo dầm đặc biệt ăn thử hen. Cô đang làm cho mình là hai ly Milo dầm. Cho miếng đá vô, xốc xốc lên, đều tay nha. Nhìn cô chuyên nghiệp ghê. Giờ đến phần quan trọng là topping thạch trái cây, xanh đỏ tím vàng có đủ luôn. Thêm thạch dừa nữa nè. Đặc biệt là có chân châu xinh quá. Trời ơi xịn xịn. Rắc một xíu bột Milo quá trời luôn nè. Chùm cuối đây nha bà con, đó chính là hai chiếc bánh lăng siêu to khổng lồ, núng na núng nín làm tan chảy con tim tu quá đi nè. Trời ơi hấp dẫn quá đi. Một ly là 35k nha mọi người. Nay giới thiệu cho mọi người xe Milo đá bà núp lùm trước cổng trường học, ta nói siêu hot. Milo đá bà Kushin 29 Nguyễn Khắc Nhu quận 1 đối diện trường Lương Thế Vinh. Quay menu chơi chơi chứ tôi lòng hết mấy món ở đây rồi. Ghé qua đây ăn Milo tiện thể tia chai đẹp văn lan nè. Tôi gọi Milo chân châu dầm đường đen kem mặn size L25k. Milo dầm combo big size 35k siêu khủng. Tôi hậu đậu vậy mà cho tôi cái ly chàng topping không dám múc lên sợ bị đổ. Thì em khúc bạc với phô mai tươi thơm lắm. Có thêm bánh flan kem cheese pudding chân châu đường đen. Các tôi thích nhất ở đây là bánh flan núng na núng nến ăn siêu siêu béo, hỏng ngon hỏng lấy tiền. Ăn chung với kem cheese nữa là combo béo xỉu lên xỉu xuống. Có cái Milo ở đây hơi ngọt, ăn toàn thấy topping không. Quán này giờ tan học là đông dữ lắm nên đi ăn thử vẫn